Người ta nói rằng hàm số y bằng sin x này nó đồng biến trên đoạn từ 0 đến pi trên 2. Các em nhìn từ 0 đến pi trên 2 cho cô ha. Với x bằng 0 vô đây thì sin 0 bằng 0. X bằng pi trên 2 thì sin pi trên 2 bằng 1. Và từ 0 đến 1 thì như thế nào nhỉ? Thì mình phải vẽ cái chiều đi lên, mà đi lên là đồng biến. Còn từ pi trên 2 đến pi thì sao? Đây, sin của pi trên 2 thì bằng 1. Qua đầu năm học á, bắt đầu vào đầu năm học của các em á, thì cô sẽ hướng dẫn các em vẽ đồ thị, vẽ bảng biến thiên ha, và xét tính tuần hoàn của những hàm số này. Còn bây giờ mình học những cái cơ bản để mình làm bài tập ha. Và sin của pi thì bằng mấy em? Sin của pi thì bằng 0, mà từ 1 thì phải xuống 0, chứ từ 1 đâu có lên 0 được đúng không? Như vậy thì em vẽ mũi tên đi xuống, mà đi xuống là nghịch biến. Rồi, các em nhớ cho cô cái bảng biến thiên này nha. Bây giờ chúng ta sẽ đi lên cái phần đồ thị của hàm số y bằng sin x em ha. Ở đây chúng ta có bao nhiêu radian em? 0 radian, ngay từ vị trí A là 0 radian, hay là cô cho là 0 độ đi ha, ra cho dễ. Giả sử như cái x1 của mình là mình làm tròn luôn là 30 độ đi. Tại vì nếu như mà so ra x1, x2 thì các em sẽ rất khó hình dung. Nhưng mà cô đưa ra độ lớn luôn thì các em sẽ dễ ha. X1 của mình á, là 30 độ, x2 mình là 60 độ. Cô ghi ra đây ha, x1 là 30 độ nè, x2 là 60 độ nè. Bây giờ các em so sánh giữa x1, x2 thì cái nào lớn hơn? Dĩ nhiên là chúng ta có x2 lớn hơn x1, phải không? Nhưng mà các em thấy là chúng ta có giá trị x1 bằng 30 độ. Ở đây các em chiếu vô thì các em được sin x1. Mà cái sin của em đây là trục sin nè. Mình phải hiểu được cái hình tròn này thì mình mới vận dụng và làm bài tập mới nhanh được các em ha. Đây, các em thấy cái trục sin. Thì trong tiết 1 cô nói rồi, sin nó sẽ chạy từ trừ 1 đến 1. Và cái đoạn này của em là có độ dài bao nhiêu đây? Từ 0 đến 1, như vậy là độ dài bằng 1 đúng không? Các em chiếu từ đây qua đây thì chiếu lên trục sin thì sẽ được giá trị là sin x1, phải không? Sin x1. Đó. Và các em chiếu ngay chỗ 60 độ x2 qua đây thì em được sin x2. Đó, tức là sin của x2 hoặc là sin của 60. Thì các em thấy rằng là cái đoạn này, đây, sin x1 nè, sin x2 là đoạn này đúng không em? Thì em thấy giữa hai cái màu đỏ này thì có phải sin x2 nó lớn hơn sin x1 không? Đó, sin x2 lớn hơn sin x1, phải không nè? Đó, như vậy thì chúng ta thấy rằng là khi x2 nó lớn hơn x1 thì sin x2 lớn hơn sin x1, như vậy hàm số đồng biến. Mình có là x1 mà lớn hơn x2 mà fx1 cũng lớn hơn fx2, cái này mình học lớp 10, thì hàm số như thế nào em? Đồng biến. Và cô cũng có nhắc với em rồi, hai cái dấu này mà nó cùng chiều với nhau thì đồng biến, còn hai cái dấu này mà nó ngược chiều với nhau thì nghịch biến. Như vậy các em thấy rằng hàm số này đã đồng biến từ đâu đến đâu? Từ 0 đến pi trên 2, phải không nào? Đó, từ 0 đến pi trên 2, chỗ này là mình có pi trên 2 nè. Bây giờ chúng ta sẽ xét tiếp từ pi trên 2 đến pi thì cái hàm số này nó sẽ đồng biến hay là nghịch biến em ha. Ở đây chúng ta có một cái vị trí là x3 đi ha, một cái x3 và một cái x4, thì các em thấy rằng là x3 với x4 thì cái nào lớn hơn các em? Giả sử như đây 60 đi ha, 60 thì ở đây phải 120 đúng không em? 120 hoặc là đây 90 thêm 30 đến 120 đi. Cô giả sử như vậy. Cái này là 120. Ở vị trí này em có 150, được không? Thì em thấy rằng là x3 nó có phải nhỏ hơn x4 không em? 120 phải nhỏ hơn 150. Nhưng mà các em thấy một điều rằng là khi các em x3 em chiếu qua đây thì nó được đoạn chừng này, x4 các em chiếu qua đây thì được đoạn chừng này. Như vậy chúng ta thấy rằng là cái sin của x3 nó lớn hơn sin của x4 đúng không em? Sin của x3 nè là được đoạn chừng này, sin của x4 được đoạn chừng này thôi. Như vậy cái độ dài của đoạn này nó phải lớn hơn đoạn này chứ, đúng không nào? Như vậy thì chúng ta mới nhận ra một điều rằng hai cái này nó ngược dấu, mà hai nó ngược chiều với nhau thì sao nhỉ? Nghịch biến. Cho nên đó là lý do vì sao mà chúng ta có được cái bảng biến thiên, là hàm số của em nó sẽ đồng biến từ 0 đến pi trên 2 nhưng nghịch biến từ pi trên 2 đến pi, được không?
Chúng ta tiếp qua cái hình B thì ở đây là cái đường tròn lượng giác và người ta đưa nó về hệ trục OX, OXY thì các em nhận thấy một điều rằng là từ 0 đến pi trên 2 nè. Đó, các em thấy cái hàm số của em nó như thế nào? Nó tăng đúng không? Đó, nhưng từ pi 2 đến pi thì hàm số của em nó giảm. Như vậy từ 0 đến pi trên 2 hàm số đồng biến, từ pi trên 2 đến pi hàm số nghịch biến. Rồi, thuộc được cái hàm sin cho em. Mình vừa thuộc và phải vừa ghi nhớ, phải vừa hiểu được ha. Đó. Bây giờ chúng ta sẽ qua tiếp cái phần đồ thị. Phần đồ thị này rất là quan trọng các em. Hàm số y bằng sin x của em á, nó tuần hoàn với chu kỳ là bao nhiêu nhỉ? Nó tuần hoàn với chu kỳ 2 pi. À, ví dụ như cô nói là ngày Tết của mình nó tuần hoàn với chu kỳ là 365 ngày, tức là cứ ngày 1 tháng 1 là Tết. Rồi sau 365 ngày sau cứ đúng ngày 1 tháng 1 lại là ngày Tết. Đó, Tết Tây của mình ha. Còn Tết âm là do có tháng nhuần cho nên là chúng ta bỏ qua đi. Thì ở đây các em thấy rằng là người ta xét cái hàm y bằng sin x này nó tuần hoàn với chu kỳ 2 pi thì người ta xét từ trừ pi đến pi. Tại sao người ta không xét cái đoạn khác các em? Các em có hoàn toàn có thể xét từ 0 đến 2 pi được ha. Nhưng mà các em sẽ không thấy rõ được cái tính chất này là hàm lẻ. Tức là hàm lẻ này nó sẽ đối xứng qua góc O. Đó, khi mà chúng ta xét từ trừ pi đến pi thì các em sẽ dễ dàng thấy được cái tính chất của nó hơn. Thì các em thấy rằng là hàm số này nó tăng từ đây đến đây đúng không? Em thấy nó tăng lên nè. Rồi bắt đầu nó mới giảm xuống ở đoạn này. Này, từ trừ pi trên 2 đến 0 thì nó tăng ha. Từ 0 đến pi trên 2 nó cũng tăng. À. Đây. Đó. Nhưng mà từ đây đến đây để cô vẽ cái màu này thì nó giảm. Giảm đúng không? Đó. Nó giảm. Sao nó cứ... Rồi, thì các em thấy cái màu xanh này nó tăng lên, cái màu hồng mà nó giảm xuống. Lúc nãy chúng ta học cái bảng biến thiên là chúng ta chỉ xét đoạn từ 0 đến pi thôi. Thì em thấy là nó tăng từ 0 đến pi trên 2 mà nó giảm từ pi trên 2 đến pi. Đúng không? Nó đồng biến từ đây đến đây và nghịch biến từ đây đến đây. Nhưng bây giờ chúng ta sẽ xét với chu kỳ là 2 pi. Đoạn 2 pi thì các em xét từ trừ pi đến pi thì các em thấy rằng là hàm số của mình nó nghịch biến. Từ trừ pi đến trừ pi trên 2 và gì em? Từ pi trên 2 đến pi. Phải không nè? Còn đồng biến thì từ trừ pi trên 2 đến pi trên 2. Ví dụ như em xét, bây giờ em xét từ pi đến 2 pi đi. Từ pi đến 2 pi. Trong bài toán dĩ nhiên là lúc nào người ta cũng sẽ thay đổi. Ví dụ như người ta cho em là sin 2x chẳng hạn. Sin 3x, sin 4x chứ người ta không cho em sin x đâu. Nhưng mà các em phải hiểu được cái hàm sin x để chúng ta mở rộng ra những cái bài toán khác. Bây giờ cô xét từ pi đến 2 pi ha. Thì các em sẽ nói là hàm số này đồng biến từ nghịch biến từ pi đến 3 pi trên 2 nhưng đồng biến từ 3 pi trên 2 đến 2 pi. Được không? À, thì các em thấy ở đây là hàm số nghịch biến từ đây đến đây nhưng mà đồng biến từ 3 pi trên 2 đến 2 pi. Các em cứ thấy đi xuống là nghịch biến và đi lên là đồng biến thôi. Đây là mình xét ở đoạn từ trừ pi đến pi ha. Bây giờ mình sẽ đi qua tiếp cái hàm số y bằng cos x các em ha. Y bằng cos x thì các em highlight cho cô cái này. Tức là hàm số này là hàm chẵn và nó cũng tuần hoàn với chu kỳ 2 pi, tương tự như gì? Tương tự với hàm số y bằng sin x. Cái phần phép dời này cô sẽ hướng dẫn cho các em ở trong cái phần mà vẽ đồ thị, còn cái phần này các em chỉ lưu ý cho cô phần này thôi. Tức là các em đừng có quan tâm đến cái phần nét đứt này. Phần nét đứt này là người ta cho là hàm số y bằng sin x. Chúng ta dùng phép tịnh tiến thì chúng ta sẽ vẽ được hàm số y bằng cos x. Nhưng mà phần đó cô sẽ hướng dẫn các em vẽ luôn, chứ không phải học lý thuyết như thế này. Ở đây các em để ý cho cô cái đồ thị màu đen ha. Để ý cho cô cái đồ thị màu đen này nè. Đừng cái để ý cái đồ thị nét đứt ha. Thì các em thấy là cái trục OY của mình đây đúng không? Đó, cái trục OY của mình đây. Các em thấy bên đây đó, đi xuống, đi lên, đi xuống. Ở đây đi xuống, đi lên, đi xuống. Thì các em thấy hai cái này nó đối xứng không? Nó đối xứng qua đâu đây? Nó đối xứng qua trục OY. Nó đối xứng qua trục OY. Như vậy là hàm này là hàm chẵn. Nó hoặc là hàm chẵn là hàm đối xứng qua trục OY. Còn đối xứng qua trục OY thì là hàm chẵn. Đó, các em cứ nhớ như vậy ha. Ví dụ chúng ta có cái đồ thị y bằng x bình của em á. Nó đối xứng qua đâu?
Nó có, đây là hàm gì em? Hàm parabol đúng không? Hàm parabol khi mà các em vẽ nó sẽ là như thế này nè. Hoặc là như thế này nè, các em thấy nó đối xứng qua đâu? Đối xứng qua trục OI. Khi mà cô vẽ cô hay ghi các em là trục đối xứng là OI đó. Thấy không nào? À. Như vậy thì các em thấy rằng là mình sẽ dựa vào đồ thị để mình nhìn ra một cái tính chất là à, hàm này là hàm chẵn vì nó đối xứng qua trục OI. Thì bây giờ các em xét ở chu kỳ, tiếp tục là các em xét chu kỳ 2π đi ha. Chu kỳ 2π ví dụ như ở đây là mình xét cũng là từ trừ π đi. Mình xét từ đây đi. Đó. Đến đây. Thì các em thấy rằng hàm số của mình nè, cái này nó tăng đúng không? Tăng 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 tăng, tăng lên đến đây. Và nó nghịch biến từ đây đến đây. Như vậy thì hàm số này của em nó đồng biến từ đâu? Từ trừ π đến 0. Trừ π đến 0. Nhưng mà nó nghịch biến từ đâu đến đâu? Nó đi xuống này, nghịch biến từ 0 đến π đúng không nào? Từ 0 đến π. Bây giờ cô không thích xét từ trừ π đến π nữa, cô xét từ trừ π trên 2 đến π được không em? Được không? Được. Bây giờ đề bài của em á, không bao giờ mà người ta cho em giống y chang trong sách giáo khoa đâu, người ta sẽ cho em biến đổi rất là nhiều. Ví dụ như lúc đầu á, thì bài 1 người ta cho em xét từ trừ π đến π, nhưng mà bài 2 người ta yêu cầu em xét từ trừ π trên 2 đến π, hoặc là bài 3 người ta yêu cầu em xét từ π đến 2π. Như vậy các em phải để ý được cái phần này nó nằm ở trong cái đoạn nào. Ví dụ như người ta yêu cầu em xét từ trừ π trên 2 đến π đúng không, thì em sẽ thấy rằng là à, trừ π trên 2 đến π trên 2 thì hàm số này đồng biến từ trừ π trên 2 đến 0. Các em nhớ là xét x nha. Chứ đừng ghi từ trừ π trên 2 đến 1 là sai nha, 1 là giá trị y các em. À, thì chúng ta thấy rằng là nó đồng biến từ trừ π trên 2 đến 0, chiếu xuống là bằng 0 nè. À, như vậy thì cái đoạn đồng biến này nó nằm trong đây. Còn nghịch biến là từ 0 đến π trên 2, nó nằm ở trong đây. À, cái đoạn nhỏ này nó nằm ở trong cái đoạn đoạn lớn này. Được không? À, xíu nữa mình làm bài tập mình sẽ hiểu hơn ha. Rồi cái phần bảng biến thiên thì tương tự như cái phần đồ thị thôi ha. Thì xét từ trừ π trên π thì hàm số này đồng biến từ đâu em? Từ trừ π đến 0 và nghịch biến từ 0 đến π. Và đồ thị hàm số y bằng cos x và y bằng sin x người ta gọi chung là đường hình sin. Đường hình sin là cái đường như thế này nè các em. Đó. Nó gồm nhiều cái parabol ghép lại với nhau chứ không phải là đường hình cos nha, không phải là đồ thị hàm số y bằng sin x thì đường hình sin, còn này là đường hình cos, mình chỉ có một đường hình sin thôi em ha. À, câu này có thể ra trắc nghiệm, người ta hỏi là à, câu nào sau đây sai, cái người ta nói là y bằng cos x là đường hình cos, y bằng sin x là đường hình sin, hay là y bằng tan x cos tan x là đường hình tan chẳng hạn. Mình chỉ có một cái là đường hình sin cho cả hai cái đồ thị này thôi nhé. Bây giờ mình sẽ đi qua hàm số y bằng tan x. Các em có tập xác định của hàm số y bằng tan x là gì? Là d bằng r hiệu dp trên 2 cộng kb k thuộc z. Mình đã học cái phần này ở trong tiết 1 rồi. Tại vì chúng ta có tan là bằng sin chia chia cos. Để hàm số này xác định thì cos phải khác. Cos phải khác không? Mà cos khác không thì y khác bên 2 cộng k kb. Và hàm này là hàm gì? Hàm lẻ. Trong 4 hàm chỉ có một hàm cos là chẵn vì cos đối. À, nhớ cho cô ha, cứ đọc cái câu đó hoài thôi. Là hàm số tuần hoàn với chu kỳ bi. Hàm số các em nhớ cho cô nè, sin x cos x thì tuần hoàn với chu kỳ 2π, còn tan x cô tan x thì tuần hoàn với chu kỳ 1π, được không? Rồi, bây giờ mình sẽ đi qua cái phần đồ thị nha. Đây. Đối với đồ thị hàm số y bằng tan x thì người ta xét từ 0 đến π trên 2. Vì sao người ta xét từ 0 đến π trên 2 thôi em? Tại vì cái điểm 0 này các em sẽ thấy được tính chất của hàm lẻ đối xứng qua ô. Và thứ hai là người ta xét tới π trên 2 là vì sao? Vì cái hàm số của em nó xác định khi x khác π trên 2 cộng kb. Thôi bây giờ cô nói là π trên 2 thôi ha. Đó, đây, π trên 2 đây. Sau này lên lớp 12 các em sẽ học được cái này là x bằng π trên 2 là tiệm cận đứng. Tiệm cận tức là cái đồ thị của mình á, nó chỉ có thể đi gần với cái đường x bằng π trên 2 thôi, chứ nó không có được chạm. Nếu các em vẽ mà vẽ như thế này là bị sai nè. Đó, nó cắt là sai. Vì chúng ta có tan của π trên 2 là bằng sin π trên 2 là 1 chia cos π trên 2 bằng 0. 1 chia 0 các em có thể nói là không được, hoặc là nó sẽ ra một số vô cùng lớn. Đó, ra một số vô cùng lớn, cho nên cái hàm của em nó cứ tăng hoài nhưng không bao giờ nó đụng được x bằng π trên 2 hết. Đó. Cho nên khi vẽ đồ thị các em phải lưu ý nha, không có để cắt nè.
và cái đồ thị của chúng ta y bằng tăng x. Nếu em xét từ đây đến đây thì các em thấy nó tăng đúng không? Mà nó tăng thì hàm số đồng biến. Bây giờ mình sẽ xét một cái đoạn lớn hơn là từ trừ pi trên 2 đến pi trên 2 luôn ha. Đây, mình sẽ xét từ trừ pi trên 2 đến pi trên 2. Các em thấy hàm số này nè, ở đây là trừ pi trên 2 đúng không? Nó có cắt cái trừ pi trên 2 này không? Nếu như cái trừ pi trên 2 của em nó kéo dài tới đây thì cái hàm số của em nó vẫn cứ đi, nó chỉ là tiệm cận thôi. Và nó tiếp tục tăng đến đây thì nó đối xứng và bắt đầu nó đi lên tiếp, đúng không nè? Cho nên ở đây em thấy hai cái đường này nó đối xứng nhau một cái ha. Và người ta xét từ trừ pi trên 2 đến pi trên 2 là một chu kỳ pi đúng không? Từ đây đến đây là một pi. Nếu các em tiếp tục vẽ thì em sẽ có từ pi trên 2 đến 3 pi trên 2 và em cũng có tiếp tục như thế nào. Đó. Ở đây là xíu mình sẽ có một cái hình ở dưới nữa. Nhưng mà các em thấy rằng là hàm số này nó đồng biến từ đâu đến đâu? Từ trừ pi trên 2 đến pi trên 2 luôn. Như vậy thì hàm số này luôn đồng biến. Nhưng mà nếu em nói đồng biến không thì không đúng, mà phải là đồng biến trên từng khoảng xác định. Tức là nó có vượt qua được cái khoảng này không em? Không. Ở đây là khoảng nha, chứ không phải là đoạn giống như lúc nãy chúng ta có hàm sin cos. Là hàm số này đồng biến từ trừ pi trên 2 đến pi trên 2. Các em thấy khoảng không? Tức là nó sẽ không cắt cái giá trị này, không cắt cái giá trị này. Không? Mà cái này chỉ là khoảng thôi. Nếu chúng ta làm là đoạn thì chắc chắn là nó cắt, mà nó cắt là sai. Không? Tại vì x phải khác pi trên 2, x phải khác trừ pi trên 2 mà các em. Cho nên các em thấy là đồ thị này nó sẽ đi như thế này, nó luôn đồng biến. Nhưng mà các em phải thêm cho cái chữ là trên từng khoảng xác định. Bây giờ mình sẽ đi xuống cái đồ thị lớn hơn. Hàm số y bằng tan x của em nó tuần hoàn với chu kỳ là 1 pi. Lúc nãy thì chúng ta xét từ trừ pi trên 2 cái khoảng này rồi đúng không? Từ trừ pi trên 2 đến pi trên 2 rồi. Bây giờ các em xét cho cô từ pi trên 2 đến 3 pi trên 2 nè. Đó. Các em có vẽ tiếp lên được không hay là có vẽ cắt qua đây được không? Không. Mà các em phải vẽ được một cái đồ thị khác. Và nó phải đối xứng qua đâu? Nó phải đối xứng qua pi. Từ đây đến đây chúng ta có pi trên 2 nè. Tiếp tục mình sẽ có 2 pi trên 2, tức là 1 pi đó. Rồi 3 pi trên 2. Đó, các em cứ muốn vẽ thì các em sẽ tịnh tiến đó. Bao nhiêu? 1 pi. Đúng không? Từ đây đến đây 1 pi. Vẽ tiếp tục khoảng tiếp theo là 1 pi. Thì nó sẽ đối xứng ở giữa. Rồi, bây giờ mình sẽ đi qua cái hàm số y bằng cotan ha. Hàm số này của em có tập xác định là d bằng r hiệu đi ca bi. Tại vì cái cotan của em á, thì nó bằng cos chia sin. Mà sin khác không thì x khác ca bi với ca thuộc z. Ha? Hàm này cũng là một hàm lẻ và tuần hoàn với chu kỳ là 1 pi. Bây giờ chúng ta sẽ xét ha, xét đồ thị thôi. Các em nhìn vào cái bảng biến thiên cho cô ha. Người ta xét cho mình là từ khoảng 0 pi. 0 pi ở đây mình có cotan là bằng cos chia sin. Mà cos 0 thì bằng mấy em? Cos 0 bằng 1, sin 0 bằng 0. 1 chia 0 là ra một số vô cùng lớn. Vô cùng lớn cho nên người ta ghi là cộng vô cùng. Mà cộng vô cùng thì có phải là người ta sẽ lấy từ một cái điểm nào đó rất là cao ở trên kia. Đó. Nhưng mà nó không được chạm cái trụ OI nhé. Rồi người ta bắt đầu vẽ xuống. Đó, vẽ xuống khi người ta thấy rằng là lúc này người ta đi qua cái điểm x bằng pi trên 2. X bằng pi trên 2 thì cos của pi trên 2 bằng 0, sin pi hàng 1, cho nên 0 chia 1 bằng 0, nên người ta vẽ một điểm ở đây. Đó. Và bắt đầu xuống đây thì hàm số lại giảm, đúng không? Giảm tiếp. Đó. Và nó không được cắt cái đoạn x bằng pi. Không được cắt cái đoạn x bằng 0. Không được cắt hai cái điểm cận này, được không em? Rồi mình vẽ. Hồi nãy là chúng ta có cái tan thì nó đi lên đúng không? Tan thì nó đi lên như thế này. Còn bây giờ cô tan thì nó đi xuống như thế này. Như vậy là nghịch biến. Nhưng mà cũng là nghịch biến trên từng khoảng xác định ha. Bây giờ mình sẽ đi qua cái phần đồ thị nè. Đây. Đồ thị này trên hệ trục OSI luôn ha. Lúc nãy thì chúng ta xét từ 0 đến pi đúng không? Như vậy là hàm số nghịch biến từ 0 đến pi. Bây giờ mình xét từ trừ pi đến 0 đi. Thì cũng là nghịch biến thì nó tuần hoàn với chu kỳ bao nhiêu em? Tuần hoàn với chu kỳ là 1 pi. Từ đây đến đây là 1 pi, nó về độ dài ha. Từ đây đến đây là 1 pi. Từ đây đến đây là 1 pi. Từ đây đến đây là 1 pi. Được không nè? Bây giờ mình sẽ đi qua cái phần bài tập em ha.
1 là các em đi tìm tập xác định của hàm số. Bước 2 là chúng ta dựa vào những cái hàm gốc này để chúng ta xét chiều biến thiên của hàm đề bài. Vì trong đề bài của em ít khi nào người ta cho em là y bằng sin x cos x tan x cos tan x lắm. Mà người ta sẽ cho em là sin 2x, sin 4x, cos 2x, cos 3x chẳng hạn. Hoặc là x chia 2 đó, những cái hàm phức tạp hơn. Và tốt hơn hết là các em thứ nhất là phải vẽ được bảng biến thiên của hàm gốc. Thứ hai là học thuộc được cái phần này. Nhớ học thuộc ha. Tại vì nếu như bạn nào mà học thuộc thì làm bài trắc nghiệm nó nhanh hơn thôi. Còn bạn nào mà chưa thuộc thì mỗi lần các em làm, các em cứ vẽ bảng biến thiên cho cô là các em sẽ tự nhớ ngay. Khoảng 3 lần là các em có thể nhớ được rồi. Vậy phải nhớ ha, đối với sin cos thì cộng KB, còn đối với tan cos tan thì là KB thôi nhá. Bây giờ mình sẽ đi qua bài tập số 1 các em. Câu số 1 người ta hỏi em là hàm số y bằng sin x của em nó đồng biến trên mỗi khoảng nào dưới đây. Đầu tiên thì các em bỏ qua cái K2B này cho cô ha. Tại vì cái nào nó cũng là K2B hết. Thì ở đây các em xét cho cô cái đoạn này nè. Đoạn từ trừ B trên 2 đến B trên 2 nè. Rồi đoạn thứ hai là từ trừ B đến 0 nè, đúng không? K2B chỗ này 0 nè. Rồi các em hiểu chỗ này không em? Chỗ này nè, K2B tức là 0 cộng K2B á. Cho nên mình bỏ K2B đi là còn số 0 ha. Rồi đoạn thứ 3 câu B là từ B trên 2 đến 3B trên 2 nè. Và đoạn thứ 4 là từ 0 đến B nè. Bây giờ cô sẽ lật qua cái đồ thị hàm số y bằng sin x để cho các em nhớ bài ha. Tại vì vẽ ra nó rất là lâu nên mình lật ra thôi. Đây, đoạn đầu tiên là từ trừ B trên 2 đến B trên 2. Từ trừ B trên 2 đến trừ B trên 2 đến B trên 2 đúng không? Thì các em thấy rằng là đây, từ đây đến đây thì hàm số tăng màu xanh, như vậy là hàm số đồng biến. Cô sẽ luôn luôn đưa đồ thị cho các em để các em tập làm quen. Vì trong một số đề thi các em là người ta cho em cái phần này là khoảng 4 đến 5 câu người ta cho em một cái đồ thị. Sau đó yêu cầu các em xét những cái tính chất của cái đồ thị hàm số đó, nên chúng ta phải làm quen dần dần với đồ thị đi ha. Mặc dù bây giờ các em chưa biết vẽ nhưng mà cô sẽ hướng dẫn các em vẽ sau. Bây giờ các em cứ ghi nhớ cái đồ thị cho cô là được ha, để sau này mình học vẽ nó sẽ dễ dàng. Bây giờ các em thấy là màu xanh từ đây đến đây là tăng đúng không, mà tăng là đồng biến. Người ta hỏi đồng biến như vậy chính xác của mình là câu A. Bây giờ mình xem câu B nè. Câu B là từ B trên 2 đến 3B trên 2. Từ B trên 2 đến 3B trên 2 thì các em thấy là gì? À, đi xuống, nghịch biến, loại. Câu A, từ trừ B đến 0. Từ trừ B đến 0. Trừ B đến 0, hàm này không có đồng biến, nó chỉ đồng biến từ đây đến đây thôi. Còn đoạn này nghịch biến nè, như vậy là loại luôn, đúng không? Câu D là từ 0 đến B. Từ 0 đến B là đoạn này đây. Từ 0 đến B thì chỉ có một chút đây là đồng biến, còn xuống là nghịch biến. Cho nên là chúng ta chỉ có mỗi khoảng câu A này thôi là hàm số đồng biến. Còn lại ba cái đó là, như vậy cái này á là nghịch biến nè, đúng không? Còn cái này là vừa có đồng biến vừa có nghịch biến nên chúng ta sẽ không chọn. Được không em? Hiểu không? Rồi bây giờ mình đi qua tiếp câu số 2 ha. Cái bài chiều biến thiên của hàm số lượng giác này là một cái kiến thức mới và nó cũng khó hình dung được. Nó không dễ như cái hàm y bằng x bình đúng không? Không dễ như cái hàm số y bằng ax cộng b. Cho nên á, là nó là một cái kiến thức hoàn toàn mới đối với các em. Nên có thể cái video này các em có thể học 3 đến 4 lần thì mới hiểu hết được. Tại vì nó rất là nhiều kiến thức, rất là nhiều cái tính chất. Mà những cái này á, người ta ra thi toàn là mẹo không à, 7 các em không à. Tức là một câu các em biết, người ta cho một câu như thế này, sau đó người ta hỏi cái nào sai, rồi người ta cho mình một cái đồ thị, xong đó người ta hỏi mình là đưa ra 4 năm tính chất, rồi người ta hỏi cái nào là thuộc tính chất của cái đồ thị đó, thì các em phải nắm được hình như là toàn bài luôn thì các em mới làm được, chứ không là sẽ bị sai ngay. Như vậy cố gắng nha, bài này không phải là một bài dễ, nên các em học một lần, hai lần không hiểu thì học lần ba, lần bốn, đến khi nào mà các em thuộc hết tất cả những cái kiến thức mà cô dặn là được. Rồi mình qua câu số 2 đi em. Khẳng định là sau đây là sai nha. Hàm số y bằng tan x của mình nó nghịch biến trên khoảng từ 0 đến b trên 2. Nếu như nói về hàm số tan mà nghịch biến là mình thấy có cái gì sai sai rồi. Tại vì cô nói là hàm y bằng tan x nó luôn đồng biến trên mỗi khoảng xác định hay là trên từng khoảng xác định. Đó, như vậy thì nó không có bao giờ nghịch biến hết trơn em.
như này mình loại ngay đáp án A luôn, đúng không? Mình chọn ngay, tại vì người ta ấy nói là sai mà. Rồi, bây giờ mình xem thử cái hàm sin x với lại cái hàm cos x của mình đi ha. Coi như là mình ôn bài mà. Hàm số y bằng cos x đồng biến từ trừ pi sin 2 đến 0. Người ta có thể ghi cái dấu khoảng này cũng được các em nha. Các em đừng có bắt bẻ là các em nói là à, ví dụ như ha, à, cô ơi, hàm số cos x mình nãy mình học đó là nó đi từ trừ pi sin 2 đến 0 chẳng hạn. Bây giờ người ta cho khoảng vậy nó có sai không? Đúng các em nha. Đó, tức là người ta không thích lấy cái giá trị trừ pi 2 đến 0 thôi. À, thì người ta loại hai giá trị đó ra thôi. Và người ta hỏi rằng là cái hàm này nó đồng biến trên đây. Thì nó đúng chứ không phải là nó sai nha. Nói là cô em học là cái dấu này nè, mà sau ra thi người ta ra dấu này. Ví dụ nha, cái này mà ra cái này thì đúng, nhưng cái này mà ra cái này là mới sai nè. Ví dụ như họ ghi là từ 0 đến pi trên 2 là sai nè, đúng không? Cái này là có thể lấy dấu bằng, còn cái này không lấy, họ thích họ không lấy thôi. Nhưng mà cái này là không được lấy dấu bằng mà lấy dấu bằng là sai. Em hiểu ý không em? Cho nên là đừng có bắt bẻ nha. Đừng kêu nói cô ơi cái chỗ này phải là dấu đoạn mới đúng. À, cái này dấu khoảng là khác với lý thuyết. Cho nên cô mới nói là các em phải học mà học cho hiểu nha. Như vậy thì hàm số này đồng biến cho khoảng từ trừ pi trên 2 đến 0 có đúng không? Bây giờ mình sẽ đi qua cái hàm cos ha. Trừ pi trên 2 đến 0, trừ pi trên 2 đến 0 thì các em thấy đây nó đồng biến đúng không? À, nó đồng biến, nó đi lên mà, như vậy câu đó đúng. Rồi sin x đồng biến từ trừ pi trên 2 đến 0, sin x đây quay lại, cô sẽ quay đến khi nào mà các em thuộc bài thôi. Trừ pi trên 2 đến 0 thì em thấy rõ ràng nó đồng biến. Rồi cô tan nghịch biến từ 0 đến pi trên 2, cô tan đây, cái hàm cô tan đâu rồi, từ 0 đến pi trên 2 thì dĩ nhiên nó nghịch biến từ 0 đến pi luôn, nhưng mà người ta thích người ta xét từ 0 đến pi trên 2 thôi thì nó vẫn là nghịch biến, được không em? Thuộc đồ thị chưa? Nhớ được đồ thị chưa? Mình đi qua tiếp câu số 3 nha. Cô để cái khoảng trống này là cô tính vẽ đồ thị cho các em á, nhưng mà thôi, các em tập nhìn trong sách giáo khoa luôn đi ha. Rồi sau này cô sẽ hướng dẫn các em vẽ luôn, chứ thực ra vẽ mấy cái này nó lâu lắm. Hàm số y bằng cos x đồng biến trên khoảng nào sau đây? À, đồng biến. Người ta hỏi đồng biến nha. Rồi bây giờ các bạn nào nhớ được đồ thị không, cho cô đáp án luôn xem nào. Y bằng cos x. Đây. Người ta cho mình cái khoảng thứ nhất là từ 0 đến pi trên 2. 0 đến pi trên 2 là đây đúng không? 0 đến pi trên 2 nghịch biến, phải không em? 0 đến pi trên 2 nghịch biến. Tiếp theo, 3 pi trên 2 đến 2π. 3 pi trên 2 đến 2π là gì đây em? Em đừng có quan tâm cái nét đứt này nha. 3 pi trên 2 đến 2π thì các em thấy là nó tăng, như vậy nó đồng biến, đúng không? Các em phải tập lấy cái đồ thị ra, cứ mở sách giáo khoa ra làm nát cái trang ra cho cô là được. Pi trên 2 đến pi, pi trên 2 đến pi, pi trên 2 đến pi là đây, như vậy là nghịch biến ha. Và các em phải làm giống như cô vậy đó. Trừ pi trên 2 đến pi trên 2, ví dụ ha. Trừ pi trên 2 đến pi trên 2 thì nó gồm có đồng biến với lại nghịch biến, thì các em thấy là các em ghi là đồng biến nghịch biến, các em cũng nói theo như vậy ha. Lấy cái bút chì á, ghi nè, đó, đồng biến nghịch biến. À, như vậy thì đáp án của mình là câu 3B ha. Câu số 4 em. Khi các em tải cái file này về làm á, là các em cũng để nguyên cái khoảng trống này, các em đừng có ghi gì vào hết nha. À, sau này cô sẽ hướng dẫn các em vẽ những cái đồ thị này ở đây. Cho nên là các em hãy để nguyên cái khoảng trống này vào. Khi mà mình biết vẽ đồ thị rồi, mình sẽ vẽ vô đây rồi mình làm lại những bài này một lần nữa, thì mình sẽ không bao giờ quên. Cả lên lớp 12 mình cũng không quên luôn. Trong các hàm số sau, hàm nào là hàm nghịch biến trên khoảng từ 0 đến pi trên 2. Bây giờ chúng ta sẽ đi xét từ 0 đến pi trên 2 của hàm cos trước đi ha. Từ 0 đến pi trên 2. Đây. Từ 0 đến pi trên 2 thì hàm này nghịch biến, đúng không nào em? Đó, từ 0 đến pi trên 2, hàm này nghịch biến, như vậy mình chọn ngay luôn câu 4A.
rồi cô lại quay tiếp hàm tan, mà nếu tan thì nghịch biến là sai, phải không? Đấy. Rồi hàm sin, hàm sin từ 0 đến pi trên 2. Đây. Từ 0 đến pi trên 2 là hàm đồng biến. Rồi trừ cos x, các em. Đó, các em thấy đây nè, một bên là cos x, một bên là trừ cos x. Như vậy cái này nghịch biến thì cái này phải là đồng biến thì nó ngược dấu mà em. Mình qua tiếp câu số 5 các em nhé. Khẳng định là sau đây là đúng. Tìm câu đúng. Hàm lượng giác luôn đồng biến. Hàm lượng giác mà luôn đồng biến là gì em? Là câu này sai rồi. Đó, câu này sai rõ ràng đúng không? Sin cos thì nó cũng có khoảng đồng biến nghịch biến. Rồi tan thì luôn đồng biến, nhưng mà trên từng khoảng xác định. Còn cotan thì nghịch biến. Đó, như vậy thì ở đây câu 5A là câu sai hoàn toàn ha. Câu B, cos x luôn đồng biến trên khoảng từ 3pi trên 2 đến 5pi trên 2. 3pi trên 2 đến 5pi trên 2 hàm cos đúng không? 3pi trên 2 là từ đây, 5pi trên 2, như vậy thì chúng ta thấy từ 3pi trên 2 đến 5pi trên 2 vừa đồng biến vừa nghịch biến nữa, đúng không nào? Như vậy là câu B cũng loại luôn. Câu C, tan x luôn đồng biến từ 3pi trên 2 đến 5pi trên 2, như vậy cotan mà đồng biến là sai này đúng không em? Còn câu C, chọn được câu C không? 3pi trên 2 đến 5pi trên 2. Hàm tan ha. Đây. Các em có ở đây là 3pi trên 2 đúng không? Như vậy thì chúng ta xem thử là từ 3pi trên 2 đến 5pi trên 2 là bao nhiêu pi các em? Có phải là 1 pi không? Đây. Mình lấy 5pi trên 2 nè. Mình trừ đi 3pi trên 2 nè. Là còn lại 2pi trên 2, đúng chu kỳ 1 pi của tan luôn. Như vậy đúng chu kỳ thì chúng ta sẽ vẽ ra được một cái ở đây. Ví dụ như ở đây cô ghi là 5pi trên 2 đi ha. Thì dĩ nhiên các em cũng vẽ được gì? Đi lên, đó các em vẽ tiếp tục ở đây đi lên ha. Đó. Đó, không đẹp lắm. Nhưng mà chúng ta sẽ vẽ nó cắt ở giữa này rồi đi lên nha. Như vậy là đồng biến đúng không? Từ 3pi trên 2 đến 5pi trên 2. Học thì học có chút xíu nhưng khi làm bài tập là làm rất là nhiều dạng các em. Mình qua tiếp câu số 6 nha. Hàm số y bằng cos x đồng biến trên khoảng nào sau đây? À, bây giờ các em không nghĩ tới hình vẽ thì các em xem thử là 4 cái đáp án này thì cái nào đúng các em? Đồng biến, nãy giờ chúng ta cho là cái này với cái này thôi, xíu cô sẽ mở hình cho các em xem đi. Cái này cũng không cần hình luôn nè. Cái này cũng không cần luôn nè. Đối với những câu này thì các em thấy hai cái ba cái này nè, các em có thể vẽ bản biến thiên ra cũng được. Không cần nhớ đồ thị, chúng ta có thể vẽ biến thiên. Cô chỉ muốn lật đồ thị để cho các em nhớ bài thôi. Chúng ta có từ 0 đi ha, mình xét 0 pi đi. 0 pi thì bây giờ cos của 0 bằng mấy? Cos của 0 bằng 1. Cos của pi bằng -1 đúng không? Như vậy chúng ta thấy nó từ 1 đến -1 là giảm. -1 đến 1 giảm, chúng ta loại câu C. Các em xét cho cô tiếp từ -pi đến 0 đi. Sẽ có một số bạn sẽ nhớ cái này rồi. -pi đến 0 thì -1. Cái này thì chúng ta có cos của 0 bằng 1, như vậy là nó tăng lên đúng không? Như vậy hàm này đồng biến từ -pi đến 0. Bây giờ mình sẽ thử từ -pi trên 2. -pi trên 2 đến pi trên 2. Thì ở đây các em có là từ -pi trên 2 đến pi trên 2, chắc chắn các em phải đi qua điểm 0 đúng không? Mà cái này đối xứng mà đối xứng như vậy chắc chắn sẽ có gì? Có cái đồng biến, có cái nghịch biến. Như vậy nếu đồng biến luôn thì không có được rồi. Đây là mẹo làm thôi các em. Bây giờ các em vẽ ra cho cô đi, vẽ mặt biến thiên đi. Cos của -pi trên 2 bằng 0, cái này cũng bằng 0, cái này bằng 1, thì các em thấy là nó tăng lên sau nó giảm. Giảm xuống vì nó đối xứng qua đây mà. Đối xứng qua trục y mà các em, đúng không? Cho nên là ở đây chúng ta sẽ có là câu B vừa đồng biến vừa có nghịch biến luôn. Rồi, bây giờ em xét. Còn khoảng từ -pi đến 3pi chia 4, -pi đến 3pi chia 4 thì chúng ta sẽ xem cái đồ thị đây các em. Đây. Ở đây chúng ta có pi chia 4, 2pi chia 4, 3pi chia 4.
Như vậy thì các em xét từ đây đến đây thì các em thấy như thế nào? Đồng biến, nghịch biến, nghịch biến tới đây luôn đúng không? Như vậy nói đồng biến không là không đúng. Giờ chúng ta đi qua tiếp câu số 7 ha. Hàm số nào sau đây đồng biến trên khoảng từ pi đến 2 đến pi? Cos x tan x, cotan là loại phải không nè? Còn lại sin x với lại cos x với tan x. Như vậy thì từ pi trên 2 đến pi thì hàm số này, hàm số y bằng tan x có đồng biến không em? Từ pi trên 2 đến pi. Đây. Từ pi trên 2 đến pi thì hàm số này đồng biến. Nó đồng biến từ pi trên 2 đến 3 pi trên 2 nhưng mà người ta xét từ đây đến đây thôi thì cũng là đồng biến. Nhớ không? Rồi từ đây đến đây đồng biến. Rồi có thể người ta sẽ xét từ trừ pi trên 2 đến 0 thôi. Như vậy thì đồng biến là câu B. Còn hàm số y bằng sin x thì sao nhỉ? Nó đồng biến từ đâu đến đâu? Trừ pi trên 2 đến pi trên 2. Đây, hàm số y bằng cái này y bằng cos x em. Mình nhìn ở dưới hàm số y bằng sin x là ở đây nè. Đó là cái đường nét đất này nè, là hàm số y bằng sin x thì nó sẽ đồng biến từ trừ pi trên 2 đến pi trên 2. Mà bây giờ là người san sát từ pi trên 2 đến pi đúng không? Như vậy thì ở đây là nghịch biến, nó đi xuống, phải không nào? Nó đi xuống. Như vậy thì nó nghịch biến. Còn hàm cos x thì sao? Từ pi trên 2 đến pi. Đây, nó đi xuống. Hồi nãy cô xét cái nét đứt ở đây là cô lười đưa lên. Thì cái nét đứt này là của đồ thị y bằng sin x em nhé. Còn cái nét liền này là của y bằng cos x. Mà người ta yêu cầu mình xét từ pi 2 đến pi nè. Thì các em thấy là nghịch biến nè. Và cái này cũng nghịch biến, phải không? Như vậy đáp án của mình là câu 7B nhé. Mình qua tiếp câu số 8. Hàm số nào sau đây nghịch biến? Đó, hồi nãy chúng ta vừa mới xem xong đó. Nghịch biến từ pi trên 2 đến pi. Thì hồi nãy mình có y bằng sin x là nghịch biến. Như vậy dĩ nhiên y bằng trừ sin x nó sẽ là đồng biến em nhé. Mình loại đi. Rồi y bằng cos x đúng không? Đó, y bằng tan x hồi nãy mình ghi là đồng biến. Cho nên ở đây nói là nghịch biến là sai. Rồi y bằng cotan x thì cái này là gì em? Là nghịch biến nhưng mà do gì? Do có dấu trừ nè, cho nên nó là đồng biến ha. Mình đi qua tiếp câu số 9 em. Xét hàm số y bằng sin x trên đoạn từ trừ pi đến 0, khẳng định là sau đây là đúng. Đây, sin x từ trừ pi đến 0. Hàm số đồng biến, hàm số nghịch biến. Bây giờ mình sẽ, các em muốn cô vẽ đồ thị hay là các em muốn cô vẽ bảng biến thiên nè. Mình xét từ trừ pi đến 0 nhé. Mình ở đây mình thấy có trừ pi trên 2 nữa nè. Như vậy cô sẽ xét luôn trừ pi trên 2. Rồi đến 0, đến pi trên 2. Xong rồi đến mấy em? Đến pi đúng không? Có pi không? Không có pi. Trừ pi thôi. Tương tự là từ trừ pi đến 0 thôi. Không cần cái đoạn này. Rồi. Mình sẽ vẽ vô. Ở đây mình có sin của trừ pi là bằng mấy em? Bằng 0. Sin 0 cũng bằng 0. Sin trừ pi 2 là bằng trừ 1. Như vậy các em ta thấy nó đi xuống xong nó đi lên. Thì người ta nói rằng là hàm này đồng biến từ trừ pi đến trừ pi trên 2 đúng không? Đồng biến từ trừ pi đến trừ pi trên 2. Như vậy là sai vì cái từ đây đến đây là nghịch biến. Đồng biến từ trừ pi như vậy là sai luôn. Nghịch biến từ trừ pi đến trừ pi trên 2, đồng biến trừ pi 2 đến 0. Như vậy là đúng. Câu đi, nghịch biến từ trừ pi đến trừ pi 2 và luôn cái này luôn, tức là đều là nghịch biến hết đó các em. Loại luôn đúng không? Mình qua tiếp câu số 10 được không? Câu này thì các em vẽ bảng biến thiên ra là được ha. Xét hàm số trên đoạn. Từ giờ cô sẽ vẽ bảng biến thiên nhiều hơn. Tại vì lúc nãy chúng ta làm đồ thị nhiều rồi. Bây giờ mình xét ở trên cái đoạn này. Từ trừ pi. Ở đây thì không có pi 2 nên cô sẽ không có điền. Không có điền gì nhỉ? Không có điền pi trên 2. Chúng ta có cốt của trừ pi. Bạn nào không nhớ được những cái cung đặc biệt này thì các em bấm máy nha. Rồi, cái này là cũng là trừ 1. Và cốt 0 thì bằng
bằng 1. Các em thấy là từ trừ 1 đến 1 này chúng ta sẽ có cái dấu đi lên, và 1 đến trừ 1 chúng ta có dấu đi xuống. Người ta nói rằng nó nghịch biến từ trừ bi đến 0. Như vậy chúng ta sẽ từ trừ bi đến 0 thì nó đồng biến đúng không? Như vậy chúng ta loại đồng biến từ trừ bi đến 0 có nè. Và luôn cái này cũng không được vì xuống đây là nghịch biến rồi, loại luôn. Cô nhầm, cô đọc đáp án A lại. Đồng biến trừ trừ bi đến 0 và nghịch biến từ 0 đến bi. Như vậy câu B là đúng em ha. Câu C, nghịch biến từ trừ bi đến 0. Nghịch biến từ trừ bi đến 0, đồng biến mà. Đồng biến từ trừ bi đến 0. Trừ bi đến 0 là đồng biến và cái này luôn là không được nha. Như vậy là câu 10 của mình là đáp án B em ha. Đọc, đang làm đáp án B mà đọc là đọc đáp án A, thấy không? Câu 11 nè. Chọn câu đúng, hàm số y bằng tăng x mà nói là luôn tăng là không được. Cô nói rồi, tăng trên từng khoảng xác định. Như vậy là câu B là câu đúng đúng không? Tăng từng khoảng xác định. Luôn tăng trên khoảng, luôn tăng trên các khoảng. Ở đây là người ta nói là từ bi đến 2bi luôn. Từ bi đến 2bi mà cộng gì em? Cộng K2bi. Vì chu kỳ của nó là 1bi thôi mà ở đây cộng K2bi là sai. Cái này cũng vậy ha. Câu 11B. 12. Người ta không cho hàm tan x nữa mà cho tan 2x đó em. Đó, bắt đầu mới có những cái câu là khác biệt một xíu ha. Bây giờ các em đi tìm điều kiện xác định của hàm này đi. Tập xác định của hàm này có phải là bi trên 2 cộng kbi không em? Không, bây giờ nó là gì nhỉ? Bây giờ nó là 2x phải khác bi trên 2 cộng kbi. Lúc này chúng ta có x khác bi trên 4 cộng kbi trên 2. Hồi nãy là kbi đúng không? Thì nó tuần hoàn với chu kỳ 1bi. Còn bây giờ kbi trên 2 thì nó sẽ tuần hoàn với chu kỳ là bi trên 2. Như vậy các em sẽ xét từ đâu? Từ 0 đến bi trên, từ 0 đến bi trên 2. Hồi nãy mình xét từ 0 đến bi đúng không em? Ở một khoảng như vậy là 1bi. Còn bây giờ nó tuần hoàn với chu kỳ là bi trên 2 nên chúng ta sẽ xét từ 0 đến bi trên 2 thôi nha. Và chúng ta phải loại đi cái bi trên 4 nữa nha. Mình vẽ bảng biến thiên đi, mình khỏi cần phải vẽ đồ thị cũng được em. Em xét cho cô từ 0 đến bi trên 2 thì ở giữa đây chúng ta có bi trên 4 và chúng ta không được lấy cái này, phải không nè? Vì hàm tan x của em á thì nó luôn đồng biến cho nên tan 2x cũng đồng biến, và đồng biến trên từng khoảng xác định ở đây là loại cái điểm bi trên 4 đi ha. Đó, vẫn là tăng. Rồi, hàm số này đồng biến từ 0 đến bi trên 4 và bi 4 bi 2 đúng, quá chính xác. Hàm số đồng biến có nghịch biến là loại nè, có nghịch biến là loại nè. Luôn đồng biến từ 0 đến bi trên 2, từ 0 đến bi trên 2 là không phải ha. Đó. Như vậy thì đối với hàm tan á thì có 0 đến bi 2 nhưng mà tan của 2x thì không phải 0 đến bi 2. Đó, các em phải hiểu bài ha. Thì chúng ta phải loại cái điểm này ra, thì vậy thì nó sẽ tăng lên nhưng mà không có vượt qua được cái này. Được rồi. Như vậy đáp án của mình là câu 12A nha. Còn câu C là chúng ta loại, tại vì nó phải loại cái bi trên 4 này ra thì mới được. 12, rồi mình qua câu 13 nè. Xét sự biến thiên của hàm số y bằng sin x trừ cos x trong các kết luận sau, kết luận nào đúng? ABCD nè. Trước tiên thì em phải biến đổi công thức này ra một xíu em. Ở đây chúng ta có công thức là sin, mình có công thức là sin trừ sin chứ không có công thức sin trừ cos đúng không? Thì các em phải biến đổi công thức này ra. Sin trừ cos thì cos của biến đổi là sin của x trừ đi sin của bi trên 2 trừ x, được không? Tại vì chúng ta có cos là bằng gì? Sau này có công thức này khi cô biến đổi ra là các em nhớ luôn ha. Chúng ta không cần phải biến đổi nữa. Sin x trừ đi sin của bi trên 2 trừ x là bằng cos x ha. Sin trừ sin là bằng 2 lần gì em? 2 lần cos sin. 2 lần cos sin thì đầu nửa tổng sau nửa hiệu. Bạn nào thuộc chơi cho nên trước khi học bài lúc nào cô cũng bảo các em là phải ôn tập cái này, ôn tập cái kia là vậy đó. X trừ x là hết nè. Như vậy bi trên 2 chia 2 là bi trên 4 nhân với sin. Thì chúng ta có nửa hiệu là trừ đi bi trên 2 trừ x là thành cộng, cộng x chia 2 đúng không? Như vậy chúng ta có 2x trừ đi bi chia,
chia 2, tất cả chia 2. Như vậy cô ghi là x trừ dB chia 4 được không? Đấy. Khi cô biến đổi xong là cái phần này các em phải dùng luôn nha. Sau này các em dùng luôn, không cần biến đổi nữa. Hai lần nè. Cốt của bi chia 4 là bằng căn 2 chia 2 nhân sin của x trừ dB chia 4. Thì 2 rút gọn với 2, như vậy công thức này nó sẽ là gì? Sin trừ đi cốt ha. Sin x trừ đi cốt x, các em nhớ luôn cho cô ha, là bằng căn 2 nhân với lại sin của x trừ dB chia bi chia 4. Bây giờ các bước làm bài của em là gì nào? Đầu tiên là chúng ta có tập xác định đúng không? Tập xác định của hàm này cũng là D bằng R luôn, nó cũng giống với sin x luôn. Và các em thấy đề bài là người ta cho đồng biến này tập giá trị. Bây giờ chúng ta có cái sin x của mình á, nó đi từ đâu đến đâu em? Từ -1 đến 1, cho nên tập giá trị của nó là từ -1 đến 1. Thì bây giờ của em là gì đây? Căn 2 mà, sin của x trừ dB trên 4 đúng không? Như vậy thì sin của x trừ dB trên 4 thì nó cũng như là một cái sin t thôi, thì nó cũng đi từ -1 đến 1, được không? Bây giờ mình nhân thêm căn 2 vô. Nhân thêm căn 2 vô thì chỗ này là trừ căn 2, chỗ này là căn 2. Như vậy tập giá trị của mình sẽ đi từ trừ căn 2 đến căn 2. Đó. Như vậy thì đi từ -1 đến 1 là sai, loại đáp án C một câu. Bây giờ mình sẽ xem tiếp ha. Hàm số này đồng biến có hai câu, như vậy chúng ta sẽ xét cái khoảng đồng biến trước. Thì các em có cái hàm gốc của mình á, là hàm sin ha, sin x này, nó đồng biến từ đâu? Từ trừ bi trên 2 đến bi trên 2. Đó, bạn nào chưa nhớ thì các em lật sách ra tiếp tục nha. Bạn nào nhớ rồi thì chúng ta làm tiếp. Thì hàm sin x này nó đồng biến từ trừ bi trên 2 đến bi trên 2. Bây giờ người ta cho em một cái là sin của x trừ dB trên 4, hoặc là người ta nói rằng là x trừ đi một cái alpha nào đó đi. Đó. Thì nó cũng giống như cách mà chúng ta đi vẽ cái đồ thị hàm cos đi, tức là cos x của em thì bằng sin gì? Sin của bi trên 2 trừ đi x. Mà khi em có được cái đồ thị hàm sin rồi thì em tỉnh tiến qua bên trái một cái độ dài là bi trên 2 nữa thì các em sẽ thu được hàm cos. Bây giờ chúng ta sẽ không cần phải tỉnh tiến, không cần phải vẽ đồ thị gì cả. Các em chỉ nhớ cho cô như thế này. Là chúng ta có, ở đây có sin x, đây sin của x trừ đi alpha, đúng không? Thì chúng ta có sin x trừ đi alpha. Thì cái khoảng đồng biến của nó là các em cứ lấy cho cô là trừ bi trên 2, rồi các em cộng thêm cái alpha này nữa. Đó. Rồi bi trên 2 cộng thêm cái alpha này nữa. Tức là đây là phép tỉnh tiến các em. Tỉnh tiến từ cái đồ thị này đến đồ thị này. Đó, thì cái khoảng đồng biến của nó cũng phải tỉnh tiến theo. Bây giờ các em cộng vô cho cô đi. Trừ bi trên 2, các em cộng cho cô bi trên 4 thì bằng mấy nè. Và bi trên 2 cộng bi trên 4. Chúng ta có trừ 1 phần 2 cộng với 1 phần 4 là ra được trừ 1 phần 4 đúng không? Ở đây mình có 2bi cộng với 3bi là 3bi trên 4. Như vậy chúng ta sẽ xét luôn từ đây đến đây là đồng biến. Đó, đồng biến như vậy đáp án A của em là đáp án đúng. Các em xét tiếp cho cô câu B đi nè. Cái này thì các em có thể hoàn toàn thử đáp án bằng cách nè. Cô sẽ làm cho các em nhiều cách. Cái cách hồi nãy là chúng ta sẽ vận dụng tỉnh tiến đúng không? Còn bây giờ em sẽ vận dụng cái cách là mình sẽ xét từ 3bi trên 4 đến 7bi trên 4, tức là mình dựa vào đề bài các em. 3bi trên 4 đến 7bi trên 4. Thì các em lấy 7 trừ 4 là bằng 7 trừ 3 là bằng 4 đúng không? Như vậy là ở đây là tuần hoàn với chu kỳ là 1 bi nè. Mình xem thử nè. Tại vì á, mình xét đến 2 bi. Nhưng mà ở đây người ta chỉ xét có 1 bi thôi. Đáp án xét 1 bi thì chúng ta phải xét 1 bi thôi các em. Bây giờ các em có từ 3 bi trên 4 thì lúc nãy chúng ta có cái này đúng không? Các em bỏ qua cái căn 2 này đi, không có cần thiết nha. Thì chúng ta có sin từ x trừ đi bi 4, tức là sin của gì? Mình có x nè, của mình là 3bi trên 4 đúng không? Mình trừ đi bi trên 4 nè. 3bi trên 4 mà trừ đi bi trên 4 thì còn bao nhiêu em? Ghi nguyên cái hàm này lại cho cô ha. Còn lại bi trên 2 đúng không? Bi trên 2 thì sin bi 2 bằng 1 nè. Rồi 7 thế vô đây, 7. 7 mà trừ đi 1 còn 6, 6bi trên 4 là 3bi trên 2, sin của 3bi trên 2 là bằng trừ
trừ 1, như vậy các em thấy có sự gì đây? Có sự giảm xuống, đúng không nào? Có sự giảm xuống thì người ta nói đồng biến là sai. Đó là cách các em thử bài nha, nhưng mà các em phải biết phân tích từ đây đến đây. Đó. Còn nếu như các em để vô như này thì bấm máy tính lâu lắm. Các em để, nếu như các bạn nào mà nhớ công thức thì là một lợi thế. Rồi, còn lỡ đâu người ta cho một cái bài tự luận như thế này thì sao? Là các em phải xét, phải xét cái khoảng đồng biến của nó. Nên mình phải biết nhiều cách làm để mình còn người ta hỏi gì là mình cũng làm được hết. Các em xét thử câu D cho cô xem nè. Các em về các em làm câu B tương tự giống như cái phần tình tiến của câu A thử nha. Tức là mình làm hai cách đó. Cách đầu là cô làm câu A là tình tiến nè. Đối với câu B thì cô làm là thay số vào dựa vào đáp án. Mình loại được đáp án B rồi ha. Bây giờ mình xem câu D thử em. Câu D là người ta cho mình từ trừ pi trên 4, trừ pi trên 4 đến 7 pi trên 4. Hồi nãy 7 pi trên 4 thì cô cũng tính rồi, chỗ này là bằng trừ trừ 1 đúng không? Trừ pi trên 4 thì các em có trừ pi trên 4 nè, rồi trừ tiếp pi trên 4 nè, thế vô đây ha. Thì nó sẽ bằng bao nhiêu nè? Trừ pi trên 4 với trừ pi trên 4 là trừ 2 pi trên 4, tức là bằng trừ pi trên 2. Mà trừ pi trên 2, sin của trừ pi trên 2 thì cũng bằng mấy em? Bằng trừ 1. Các em thấy hai cái giá trị nhỏ nhất này nó như thế nào? Nó bằng y chang. Không lẽ đồ thị em đi vậy? Đúng không? Như vậy thì ở đây nhỏ nhất rồi, như vậy chắc chắn nó cũng phải đi lên. Nó lên đến một điểm nào đó rồi nó phải đi xuống. Như vậy là có cả đồng biến với lại nghịch. Nghịch biến chứ không thể là nghịch biến không được. Nghịch biến không không phải nè. Thấy không nè? Không thể đi từ đây qua đây luôn bằng nhau được. Đó. Nó không phải là hàm hằng cho nên nó không có bằng nhau được. Nó phải có một cái sự đó đi lên rồi mới đi xuống. Ví dụ như ở đây cô nói là có 2 số 1 đi ha. Ví dụ như bây giờ mình bỏ đi, mình có 2 số 1 đi. Thì nó cũng không thể đi như thế này được. Mà nó bắt buộc nó phải đi xuống rồi nó mới đi lên lại. Đúng không em? Chứ không thể nó phải đi xuống rồi mới đi lên lại. Chứ không thể là đi bằng bằng vậy được. Mà bài của mình là hai cái này trừ 1 thì cũng không phải bằng bằng. Mà nó phải đi lên rồi nó mới đi xuống lại. Như vậy là nó nghịch biến là không phải, cho nên phải loại luôn câu đi. Như vậy đáp án của mình là câu 13, 13A. Các em có thể kết hợp cả hai đáp án A, B để các em ra được gì? Ra được cái khoảng từ trừ pi trên 4 đúng không? Đến 7 pi trên 4 mình phân tích đề nè. Người ta nói trừ pi trên 4 đến 3 pi trên 4 là đồng biến. Hồi nãy chúng ta làm cái này là nghịch biến nữa. Như vậy các em thừa biết rằng từ đây đến đây thì ban đầu nó sẽ gì? Nó đồng biến, sau đó nó nghịch biến, sau nó tăng. Vậy nãy chỗ này trừ 1 đúng không em? Đó, cô nói là nó phải tăng lên rồi nó mới đi xuống được. Đúng không nè? Nó phải tăng lên nó mới đi xuống được. Thì tổng của hai cái này nó sẽ chính là cái khoảng này. Rồi mình qua câu 14 nha. Khẳng định nào sau đây là đúng? Cứ mà khẳng định đúng với khẳng định sai thì chắc chắn các em phải biết được cả bốn đáp án. Người ta cho mình hàm y bằng tan x đồng biến. Cái này là trị tuyệt đối em nhé. Mà trong khi cái mà chúng ta học là tan, chứ không phải là trị tuyệt đối của tan, đúng không? Cho nên ở đây mình cũng phải đi tìm cái hàm tan. Có bạn nào còn nhớ cách vẽ đồ thị hàm trị tuyệt đối chưa? Chưa biết thì phải đi học lại các em nhé. Cái này của lớp 10 rồi. Cô sẽ mang qua đây để các em đối chiếu luôn với đề bài cho dễ. Đây. Đây là hàm số y bằng tan x của em, đúng không? Nó đồng biến, nó đi lên. Mình không có nói gì đến cái đoạn này hết á. Đây. Đó. Thì bây giờ hàm trị tuyệt đối, mình có hàm y bằng fx là như thế này. Thì bây giờ mình có y bằng trị tuyệt đối của fx. Thì cách vẽ là các em như thế nào? Bỏ. Tại vì trị tuyệt đối là phải như thế nào em? Cái y này nó phải luôn luôn dương, đúng không nào? Cái y này của em nó phải lớn hơn bằng 0. Nó không âm đó. Trị tuyệt đối là trị tuyệt đối của 0 thì bằng 0, nhưng mà trị tuyệt đối trừ 1 này nó cũng ra 1. Trị tuyệt đối của trừ 100 nó cũng ra 100. Như vậy là nó một số luôn luôn như thế nào? Luôn luôn lớn hơn bằng 0. Đó, y luôn luôn lớn hơn bằng 0. Mà như vậy thì nó có tồn tại cái đồ thị ở dưới này không? Không. Bước 1 là chúng ta sẽ bỏ cái đồ thị ở dưới gì? Bỏ cái đồ thị ở dưới trục OXD. Và bây giờ chúng ta lấy đối xứng. Bước 2 là mình lấy đối xứng. Lấy đối xứng qua trục gì em? Qua trục OX. Lấy đối xứng cái phần mà mình bỏ đi á, qua trục OX.
Bây giờ các em sẽ vẽ đối xứng qua cho cô, lấy cái này đối xứng qua, lấy đối xứng từng xíu một để vẽ được. Thì sau khi lấy đối xứng thì chúng ta sẽ vẽ được cái đồ thị như thế này. Cô sẽ vẽ kiểu tượng trưng thôi. Đó, kiểu như vậy ha. Đó. Thì khi các em vẽ trong vở thì các em sẽ canh chính xác hơn. Thì đây là đồ thị hàm số y bằng trị tuyệt đối của tan tan x. Nhớ là bỏ đi cái phần này rồi nha. Rồi. Bây giờ các em có hàm số này nó đồng biến từ trừ biên 2 đến biên. Trừ biên 2 đến biên 2 thì các em thấy như thế nào? Nghịch, nghịch biến, phải không? Nghịch biến nè, rồi mới đồng, đồng biến. Như vậy là loại là hàm số chẵn trên D. Hàm số chẵn, các em thấy hàm số chẵn là hàm số gì em? Đối xứng qua qua trục OY, đúng không? Đối xứng qua trục OY. Như vậy rõ ràng là hai cái này nó đang đối xứng qua trục OY nè, đúng không em? Đó, như vậy thì đáp án B là câu đúng nha. Có đồ thị đối xứng qua góc tọa độ không? Cái đồ thị này mới đối xứng qua góc tọa độ nè, chứ cái này không có ha. Cái đó là đối xứng qua OY rồi. Luôn nghịch biến từ trừ bi trên 2 không, nghịch biến từ đây đến đây thôi hả? Đến đây đồng biến, như vậy là từ đây đến đây là có đồng biến và nghịch biến nữa, như vậy luôn nghịch biến là sai. Như vậy đáp án câu 14, câu B em ha. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong cái bài xác tính biến thiên của hàm số lượng giác. Các em phải tải bài tập về và làm lại nhiều lần nhé. Ngày mai mình sẽ học bài xác giá trị, tính giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số lượng giác. Rồi, cô chào tạm biệt các em.